Ê, uống nước mày mốt á, uống nửa phần thôi. Ăn như chị nè, ăn nửa phần thôi. Uống cái gì mà trời ơi, cái rọt hết trơn đi nước. Nhìn vô nó kém sang, giống như người dưới quê lên vậy á. Trời ơi, mấy người thành phố hả? Ta nói ăn á, ăn hương ăn quả thôi. Em hiểu không? Người sang trọng người ta ăn nửa phần, ta chừa nửa phần. Em uống cái này nhìn vô kém sang, nhìn nó nghèo lắm em ơi. Ủa chị nói sai hả? Chị ơi, em nói chị nghe này nha. Đồ ăn thức uống á, thì nếu mình ăn thì mình làm ơn mình ăn hết đi. Mình đừng có bỏ. Thấy không chị? Em nói chị nghe nào, nhiều người ở ngoài kia người ta còn không có đồ ăn đủ uống kìa. Làm gì tội chết. Mới mở miệng ra nhìn là biết không tiền rồi. Mặc đồ bánh bao vậy thôi á, chứ bộ dạng uống vô nước vô ly nước là đánh giá được em rồi đó, là không có tiền rồi đó. Chị thấy em nhân viên mới vô thì chỉ em cách sống người ta để hòa nhập với cộng đồng, em hiểu không? Chứ là dạng của em hả là không được rồi. May từng nào gặp từng đó, dạng như em nhìn vô hàng nghèo chung là không cục đẳng cấp đâu. Em chơi với dế đi thiệt luôn á. Ủa alo, em đang tới rồi nè chị. Xin lỗi chị. Ủa em đi đi ra thôi. Có là làng tôi là vợ anh nữa chưa? Mận mua đồ nhận làm chồng tôi mất mặt chết đi được á. Xin lỗi. Lỗi gì? Giờ em đang chạy đi đâu rồi? Được bao nhiêu? Em chạy được mấy cú. Mấy cú là bao nhiêu tiền? Hả? Đây coi. Trời ơi, có mấy đồng bạc lẻ này chứ. Thiệt tình luôn á. Cái nè, cho tiền lẻ đó. Nhớ hay chưa? Khóa cái miệng lại. Đừng nói chồng của tôi đó. Không nóng xong với tôi đâu. Nhìn quái à. Gì? Tuấn. Hôm nay không chạy ship à? Làm nhiêu phòng hả? Thì lâu lâu update kỹ năng xíu, đi học hỏi người ta, rồi tối về chạy ship tiếp. Mà em hỏi anh cái này nghe. Hỏi đi. Bà Trang là vợ anh hả? Vợ của anh. Mà anh chán quá. Mở miệng ra đi sống sang, sống sướng. Mà lương được có 5 triệu à. Cứ theo tụi nhà giàu, rồi mượn tiền tùm lum tùm la đi. Đu thiệp tụi nó. Nhìn mặt anh nó thấy ghét nè, không dám nhìn. Sợ nhục anh chồng bà. Còn mẹ ở nhà không có lo, không lo được một cắt luôn. Thấy thương á, nên anh dán cày kiếm tiền để mua thuốc cho bà. Rồi bản thân anh nè, ai thương cho anh. Nhìn mặt của nó, anh muốn nhìn luôn á. Em hiểu cảm giác của anh mà. Chị Trang ơi, em giao đơn hàng á, cái túi sách của mình 20 triệu. Để em đếm lại. Túi đâu? Ê, túi ở đâu? Mày cháo hàng tao hả? Tôi không có cháo. Cái túi 20 củ đó còn nhà tôi. Và tôi sẽ trả nó cho shop. Còn cái tiền này á, tôi sẽ đưa cho anh Duy, chồng của cô, lo cho mẹ của cô. Anh Duy. Ê, mày làm gì chó? Tiền tao đó. Đi đây. Ê, má mày đi hả mày? Mày còn lương tâm không Trang? Cái túi 20 triệu mà dung tay cái một à. Mẹ mày nằm bệnh ở nhà kìa. Tiền thuốc cũng mấy triệu à. Mày lo không được. Còn mấy người nữa, đừng có chơi với nó. Đại gia điểu đó. Những cái bộ quần áo mà nó đang diện nè, là mượn tiền giang hồ. Nó không trả là người ta chém nó đó. Thôi tụi tao không chơi với mày nữa đâu, sợ lắm rồi. Khỏi chơi. Dẹp mẹ đi. Tao cần chơi với mày. Tèo. Sao? Mày vừa đâu mày chưa? Hả? Mày em cái miệng chó mày lại được chưa? Ly dị đi. Còn mẹ của mày, tao vì tình nghĩa, tao thương bà, ta sẽ lo cho bà. Còn mày, ta sẽ xem mày là không khí đó. Chứ mày quan trọng với tao à? Cháu. Đúng chuyện gì nói chị đó. Đứng lại ơi, đèn nhà ai nấy sáng. Mày làm con đi, đường xe chuyện nhà tao nữa. Mày biết không, mày mét chồng tao chi vậy? Mày đã quậy tâm sâm kìa. Tôi với anh Duy là chỗ anh em với nhau. Tôi thấy chị đối xử bất công với anh Duy, nên là tôi giúp đỡ anh thôi. Được. Mày nên nhớ nha, tao chỉ thân với phòng nhân sự đó. Tao mà nói một tiếng nha, để bị chết mẹ cho mày khỏi làm luôn, chứ mày ho hả mày? Ai dám đi coi cháu tôi chết mẹ. À sếp. Thằng Tính đó là cháu của tôi. Tôi đưa nó vô đây để học hỏi kinh nghiệm. Tiền nó xài còn không hết nữa mà. Đâu có thiếu thốn cái gì đâu. Còn cô nữa, chuyện gì mà con xích mích với nó? Dạ con. Dạ cái gì? Ê con kia, tao gọi mày sao không nghe máy? À anh ơi, anh đợi từ em có tiệm trả liền. Ê, mấy anh đừng động tay động chân ở đây. Đây là đơn vị công ty của tụi tôi. Mấy anh động tay động chân á, tôi kêu công an á. Thôi được rồi, tôi báo cho mấy người biết. Nó nợ tôi 500 triệu. Ngày mai mà không lóng lại á, thì mày biết số phận của mày rồi nghe chưa? Dạ. Đi. Cô hay lắm. Cô lên phòng dân sự,
nhận đơn nghỉ việc đi. Công ty của tôi không có chứa chấp những cái thể loại phức tạp như cô. Nó làm xấu bộ mặt của công ty tôi rồi. Sếp ơi, sếp. Ông Tính ơi, ông mà cháu của Duy Lợi, ông giúp tôi nói giùm tôi đi. Chứ tôi mất việc này tôi chết thiệt luôn á. Thôi được rồi, thấy chị hối lỗi như vậy á, để tôi nói lại với dì coi sao. Nhưng mà quyết định sao á là chuyện của dì nha. Với lại chị cũng sửa cái tính mình đi. Cứ xe xua như vậy hoài á, cứ quan trọng vẻ bề ngoài hoài. Cái quan trọng nhất á vẫn là đạo đức chị lối sống của mình thôi. Tôi biết rồi, tôi hiểu rồi. Tôi hứa luôn, tôi sẽ sửa mà. Ông giúp nói gì lại giùm tôi đi, đừng cho tôi mất việc nha. Tôi cảm ơn ông nhiều lắm luôn á. Cũng không cần phải cảm ơn tôi đâu. Tôi là tính shipper, giờ tính shipper thì không gì lạc họ. Cảm ơn nhiều. Chị vô trước đi.